Tác nghiệp mọi lúc mọi nơi luôn, nước trong veo luôn nè. Mình chơi ngoài trời luôn hả? Ngủ ngoài trời luôn cho nó mát. Được không? Dựng lên rồi trả. Đấy là lấy bạc lại chứ. Nhiều một. Đúng rồi. Đây là mọi người đang chuẩn bị dựng lều cắm trại nè. Rồi đẩy. Đẩy đẩy. Đẩy 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 đẩy. Đẩy đẩy đẩy. Đẩy đẩy rồi ra rồi. Đẩy, xúc rồi. Đẩy đi anh, đẩy đi, đẩy đi anh. Cái xúc nè. Đẩy đi anh, đẩy đi. Anh cứ đẩy đi. Cái đẩy đi. Rồi. Và bây giờ xin mời tất cả các thành viên chúng ta, mình sẽ quỳ xuống và đếm lại nghi thức tập. Được không ạ? Tay giơ cao lên, nắm lại và giơ cao lên được không ạ? 2, 3. Ngày xưa chúng ta muốn có những sưởi ấm tình đoàn kết tất cả anh chị và gắn kết chúng ta lại với nhau. Ngày hôm nay ông thần lửa đã xuất hiện, đang mặc áo xanh xanh và cầm đuốc ở phía trước anh chị đó. Và bây giờ cây đuốc xin phép được cầm lên để đốt lên ngọn lửa ấp và tất cả các đơn vị đồng hành cùng chiến. Hộp quẹt ơi. Và bây giờ lửa đã bắt đầu báo lên rồi. Xin mời tất cả các vị đại diện chúng ta cùng nhau, mình sẽ cầm cái đuốc để đốt lửa lấy như thế để hỗ trợ cho buổi tối ngày hôm nay. Và đây là một trong những cây đuốc có 102. Dạ, xin thân mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nhau nhớ lửa rất thân thuộc với chúng ta, nhưng không có bà con với ai hết. Anh chị cẩn thận. Mấy bữa nay mưa quá lớn lửa ơi, cố gắng cháy ngàn lửa ơi. Rồi một tràng vỗ tay thật lớn rồi không có nhỉ? Chị đại diện à. Bây giờ lửa đã lên rồi, xin mời tất cả các thành viên chúng ta sẽ nắm tay xe kẻ nữ, hai cô nữ nào đứng kế nhau, bàn tổ chức chúng tôi sẽ kiểm tra lại giới tính nha. Đại gia đình với em ơi. Nhỏ quá, bây giờ chúng ta sẽ đến loại hoạt động đầu tiên nha. Bây giờ Luân sẽ nói là tôi bảo, anh chị sẽ nói là bảo gì, được không ạ? Nhớ nha, ví dụ là tôi bảo chị vỗ tay một cái, anh chị sẽ vỗ tay một cái. Nhớ có chữ tôi bảo mình mới làm, không có chữ tôi bảo ai làm bắt cái đều phạt nha. Cả nhà mình hiểu luật chưa? Rồi chúng ơi. Đây là cáp treo núi Bà Đen đúng không? Dạ. Cáp treo núi Bà Đen. Cái này cáp treo mới rồi. Cáp treo mới đẹp ha. Hồi trước là đi được có 4 người đúng không em? Dạ đúng rồi. Bây giờ là đi được 7-8 người trên một cái khoang. Đi được 7-8 người trên khoang. Mọi người trải nghiệm cáp treo, nếu mà không thích thì sử dụng máng trượt, trượt từ trên đỉnh núi trượt xuống. Đó, mọi người thấy cáp treo trên núi Bà Đen chưa? Ở Tây Ninh nè. Đây là cáp treo mới làm đó. Chở được tối đa 8 người, còn cáp treo cũ chỉ có được 4 người tối đa thôi. Đây là tòa thánh cao đài ở Tây Ninh. Mọi người có thể xem là trước khi vào bên trong chánh điện thì mọi người phải bỏ giày hết ra ngoài hành lang như thế này. Đó. Bỏ hết ra ngoài hành lang xong rồi mới đi chân không vào trong chánh điện. Và cái quy định ở đây thì nữ thì ở phía bên phải của thánh đường, còn nam thì sẽ là bên trái. Từ trong thánh đường nhìn ra thì nữ sẽ là bên phải, nam sẽ là bên trái. Đây là khu vực dành cho
đàn ông đây, đàn ông sẽ ở đứng bên khu vực này của tòa thánh. Trước khi vào trong tòa thánh thì mọi người sẽ được nghe phổ biến cái lịch sử cũng như là các quy định ở trong tòa thánh. Theo theo của bà Tám Tây Ninh nổi tiếng nhất là bao nhiêu năm rồi anh? Đâu biết bạn ấy được gì đi rồi biểu diễn lắc lại cho cái anh, lắc lại cho chị cái quay qua bên đây nè, bên đây đó lắc, bên đó lắc lại đi đó, lắc dữ hả? Mấy năm rồi bà Tám? Bao nhiêu năm rồi? Không sao, không biết năm biết đâu rồi chứ. Dạ. À, mình đi quay người ta đó. Ngon quá ha. Rồi chừng cả chục cái mà làm cho kịp luôn á. Chục cái luôn. Phú Quốc. Rồi giới thiệu cho mọi người biết đang làm gì vậy. Đây là bánh tráng Tây Ninh mà người làm là người Ấn Quốc. Coi như là người ở miền Tây đúng không? Phú Quốc miền Tây là miền biển đúng không? Đó, chuyên nghiệp chưa kìa. Đẹp chưa? Rồi. Ném 20 lần 20 giây là chính đó hả? Khoảng 20 giây hả? 20 giây đúng không? Dày hơn là phải bua 30, 40. Rồi diễn tả gì đi. Chưa đâu. Phải trong luôn á, nó còn trắng là chưa chín đâu. Bánh tráng Tây Ninh mà người là người Trung Quốc. Chưa đâu. Không, cái này là thành công nữa. Giỏi chưa? Trời ơi. Để nằm xuống luôn. Rồi ok rồi. Mình vô. Rồi tôi quyết định đổi nghề. Vậy mình quậy xong rồi nước con nhắm thôi hả? Rồi cái mình nước trong mình cứ đổ ra, nước trong đổ ra. Mẹ ba muốn vậy đó. Làm được. Làm cái gì chua sao cô? Không, mình tẻ nó không chua. Không muốn không chua. Sao nó lại nó dính dữ vậy cô? Không phải, tại vì làm nó quen á thì nó không mấy, còn mình nãy giờ làm dính vô cái nó dính. Chứ còn bình thường nha, nó dính nguyên một lô luôn hả cô hả? Đúng rồi. Còn bình thường cô làm nó không bị dính như vậy. Nó dính chỗ này sao làm? Dính chỗ này là bỏ nghề đó. Đúng rồi, mày nói đúng đó. Dính chỗ này là bỏ nghề đi. Cái này là ăn thôi. À là do nãy giờ mọi người vô thử cái nó dính hết nguyên cả lô luôn rồi. Bông gạo không à? Không lấy không? Có không? Cạnh cô nha, cô bảo cái đó. Thank you.
Ấm